xác định vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Thời gian qua, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông do rượu bia gây ra. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Một buổi tối tuần tra xử lý nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng trên tuyến đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt. Chỉ trong vòng 30 phút, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra hơn 25 trường hợp, trong đó có rất nhiều trường hợp nồng độ cồn vượt mức quy định. Phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các huyện, thành phố đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy với mục đích kéo giảm tai nạn giao thông, ngăn chặn những hành vi sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông. Xác định thời gian vi phạm nồng độ cồn thường xảy ra từ 18 đến 24 giờ, chiếm 97% là nam giới. Người điều khiển thường đi xe ô tô, mô tô trên các tuyến nội thị. Vì vậy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn lưu động vào ban đêm và trên các tuyến đường chính nội thị. Qua đó kiểm tra, đo nồng độ cồn hầu hết người điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm ban đầu như lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu. Hôm nay ở dưới Đức Trọng lên đi ăn dỗ, có tí men nên thành ra cũng phải nghỉ lại một tí rồi tôi tối mới về á. Thì nói tóm lại em cũng cố gắng đi chậm nhất có thể rồi, bởi vì biết là có men nên đi chậm thôi. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã gặp không ít khó khăn do nhiều trường hợp đã tìm đủ lý do để bào chữa cho hành vi vi phạm của mình. Không những thế, nhiều trường hợp khi lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đã không hợp tác. Khó khăn là thế, nhưng từ sự vào cuộc, phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông với công an các huyện, thành phố, nên ý thức của người tham gia giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn giảm đáng kể. Thì lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt phối hợp với phòng cảnh sát giao thông triển khai tiếp tục thực hiện theo cái chuyên đề là xử lý nồng độ cồn. Phòng cảnh sát giao thông và đội cảnh sát giao thông đã triển khai quyết liệt nhằm cái hạn chế tai nạn giao thông, không để cái tình trạng là uống rượu say điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo Nghị định 46/2016 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt có hiệu lực từ ngày 1/8/2016. Trong đó, nhóm lỗi vi phạm về nồng độ cồn được điều chỉnh tăng nặng nhằm tăng cường sự răn đe. Cụ thể, tăng mức phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng lên 16 đến 18 triệu đồng đối với tài xế ô tô có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở mức 3. Tước giấy phép lái xe 4 đến 6 tháng. Đối với người điều khiển mô tô xe máy vi phạm về nồng độ cồn, mức phạt cũng tăng. Vi phạm ở mức 3 sẽ bị phạt từ 3 đến 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Do vậy, để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể, đặc biệt là ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Hình thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe. Có như vậy mới góp phần kiềm chế đẩy lùi tai nạn giao thông, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Vì thế mà công ty cổ phần phân bón Bình Điền Lâm Đồng đã nâng cao được năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Không chỉ chú trọng đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại, những chương trình đồng hành hỗ trợ nông dân thông qua chương trình bán phân trả chậm đã được đơn vị duy trì và thực hiện có hiệu quả từ nhiều năm qua.